Dạ con thấy vui, có hào hứng. Lớn lên con cũng hùng mấy bạn. Thầy chị đó là kỷ niệm của con. Con đi học lớp 1, con rất là thích và con thấy vui. Con cũng rất là muốn được đi học lớp 1. Con lại muốn gặp được thầy cô mới và các bạn mới. Con thấy rất vui và hào hứng. Con thích nhất là hoạt động vẽ tranh. Con tập cầm viết khoi là con đã quen với chuyện vẽ tranh rồi. Sau này con lớn lên, con trở thành người thiết kế thời trang với lại người làm người mẫu. Dạ, con thích hoạt động vẽ một con cửa với cả vẽ cây xương rồng. Con thấy vẽ nó rất là vui. Con đừng nặng bớt xét, thế lại tạo lốc xoáy là chơi ngoài trời. Con thích hoạt động nặng lốc xét nhất tại vì nó vui.